Mình sẽ nhận các bạn kết nối wifi giữa chiếc M20 và điện thoại. Thì đầu tiên các bạn cần sử dụng điện thoại và tải một ứng dụng tên là SCCamZone. Thì đối với điện thoại Android thì các bạn vào CH Play và tìm kiếm từ khóa là SCCamZone và chúng ta tải về và cài đặt trên máy. Ở đây mình đã cài đặt sẵn trên máy rồi. Còn đối với điện thoại iOS thì các bạn vào App Store và cũng tìm kiếm với từ khóa là SCCamZone. Và chúng ta cài đặt về máy. Sau khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại rồi thì các bạn mở nguồn chiếc M20 chúng ta lên. Thì các bạn nhấn vào cạnh bên của chiếc M20 để bật wifi. Ở đây nó sẽ có biểu tượng là wifi đây. Thì trên màn hình nó sẽ hiện là tên truy cập và mật khẩu, là tên truy cập là M20, mật khẩu là từ 1 đến 8. Thì trên điện thoại các bạn vào phần cài đặt và chọn đến wifi. Sau khi mở wifi lên thì các bạn sẽ thấy một wifi tên là M20. Chúng ta sẽ chọn vào và nhập mật khẩu là từ 1 cho tới 8. Sau khi kết nối được wifi với M20 thì chúng ta cần mở ứng dụng là SCCamZone lên. Và đây là giao diện của phần mềm SCCamZone. Thì chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng là kết nối giữa camera và điện thoại ở trên đây. Chúng ta chọn Connect Camera. Thì như vậy là hình ảnh từ camera đã được truyền lên điện thoại của chúng ta. Thì trên phần mềm này thì chúng ta có thể cài đặt một số thông số như là của quay phim và chụp ảnh và một số cài đặt khác. Ngoài ra chúng ta còn có thể chuyển đổi giữa các chế độ như quay, chụp. Chúng ta có thể quay và chụp ngay trên phần mềm. Để tải ảnh về máy thì các bạn nhấp vào biểu tượng góc bên phải dưới cùng. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai mục là photo và video. Thì chúng ta muốn tải video hoặc photo về thì chúng ta sẽ chọn select và chọn vào những mục chúng ta cần tải và chọn vào nút tải xuống. Như vậy là những hình ảnh đã được lưu về máy của chúng ta. Thì ngoài ra trên ứng dụng này các bạn còn có thể tắt luôn được cả action cam. Chúng ta sẽ chọn confirm và để tắt máy. Và đây là chiếc action cam của chúng ta đã được tắt.